xung quanh. Còn cái số 2 là không có bất thường gì hết, tự nhiên chỉ có một cái sự thay đổi gọi là rối loạn nguyên thai. Đây là một cái thiếu máu dưới ngọt thanh mạch không điển hình. Đây là một cái kiểu thiếu máu ở bên ngọt này 23. Nếu chúng ta nhìn lại ở bên 2 thì đây là cái chân xuống mà có thể đi lên. Chân xuống đi lên thì đây là một cái dạng không có điển hình thôi. Cái điểm G có chân xuống nhưng mà nó lại là hấp xuống đi. Thì đây là không điển hình lắm. Thường thường nếu chúng ta gặp cái người này mà không có dịp nhanh thì đâu đó chúng ta có thể gặp vấn đề xem nghiên cứu về vấn đề có thể chẩn đoán bệnh tim thiếu máu được. Nhưng nếu mà nhịp tim đang nhanh quá thì bệnh nó sẽ xem xét lại rồi thì bệnh nhân nhịp tim chậm trở lại, chúng ta lo lại. Đây là một cái phần điểm này. Rồi bây giờ trong trường hợp nếu mà nó chân xuống rồi nó đi lên như vậy thì làm sao để mà mình chẩn đoán cho nó xác định cái đúng được, thì người ta có đưa ra cái một số để cho mình đánh giá tiếp. À, những cái tiêu chuẩn cho thấy máu rất là đang mạnh mà điều chỉnh đồ thay đổi lên. Bây giờ đây là một cái chân xuống của điểm gym. Chân xuống lớn bằng bằng con cách 1 mm, tức là 1 mm/s. Để mình nói 1 mm/s thầy cứ đánh riêng trong cái cuốn sách ra họ để con số mm. Bây giờ nếu điểm riêng chân xuống 1 mm, nãy mình cái tiêu chuẩn hồi nãy mình nói thiếu máu nhưng mà tâm mạch có 2 tiêu chuẩn đó, tức là điểm riêng chân xuống 1 mm và ST chân xuống, mà điểm chân xuống điểm thành nhất là horizontal và downstroke, còn cái áp suất điểm nó không có điển hình. Thì bây giờ trong trường hợp nếu áp suất điểm thì làm sao để giúp cho mình hướng tới đây là chính là do có thiếu máu thật. Thì ta nói nếu điểm G mà nó chân xuống 1 mm mà nếu đó là led down, tức là horizontal chân xuống là chân ngang, vậy thì ở không mất 0.8 giây sau điểm G nó cũng sẽ tập y như vậy. Thì cái này chẳng nói thiếu máu ở trong cục bộ là đúng rồi. Horizontal thì đầu hay là không mất 0.8 giây thì chẳng vậy, ta lấy cái mốc 0.8 giây để người ta kiểm tra lại coi cái chân xuống đó có bệnh hay không đó. Thì nếu mà điểm riêng nó 1 ly mà nó là flat down, tức là horizontal là nó bằng luôn, vậy thì 0.8 giây nó cũng vậy cùng mức độ, thì cái đó người ta chẩn đoán đúng là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Bây giờ nếu trong trường hợp nó chân xuống điểm riêng đó từ 1-2 mm và nó đi lên đây này, up đi lên, nhưng mà tới 0.8 giây nó vẫn còn 1 mm thì người ta vẫn chẩn đoán được, tức là cái đó vẫn là bệnh được bệnh tim máu cơ tim. Còn nếu nó là lúc đầu điểm G nó chân xuống từ 1-2 nhưng mà cái 0.8 giây thì nó đi lên cao nhanh quá, nó ấp lực tim nhanh quá, mà cái 0.8 giây thì nó không có còn ở, nó không có còn sâu bằng 1 ly nữa mà nó còn có 0.2, 0.3, 0.5 thôi, thì cái đó là chỉ là do một cái bệnh lý khác nào nữa nằm trong cái ST đi lên thôi. Một cái trường hợp đó là nếu nó chân xuống mình thấy nó 2 ly điểm G cũng là upsloping và tới ngay 0.8 giây nó vẫn còn 2 ly trở lên thì người ta lại cần chẩn đoán nên mất ở bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì đây là dành cho trường hợp chúng ta là upsloping để mình đánh giá. Còn nếu nó là horizontal thì cái đó là mình chẩn đoán được, hoặc là nó downsloping thì dễ. Downsloping miễn là mình nhìn cái R nó bị có bất thường là được rồi, là chúng ta biết là nó chẩn đoán được. Bây giờ tổn thương dưới thượng thân mạch và sự trên lên của đoạn ST. Bây giờ ta nói là đôi lúc mà mình chẩn đoán một cái tổn thương của những tổn thương của thượng thân mạch với ST lên đó, do tổn thương thượng thân mạch với những cái tiết thể của người bình thường khi nó đi lên thì điều kiện nó hơi khó. Thế thì bây giờ khi có xuất hiện một trong những cái tiêu chuẩn dưới đây thì giúp cho người ta chẩn đoán là tổn thương của thượng thân mạch và ST lên, tức là gì? Chân lên ở ngay tại cái đầu cái gốc cái đoạn ST, tức là tại điểm G. Với cái mức độ của ST nó là gì? Chân lên là ngay tại điểm G từ 1 mm, tức là họ cũng lấy ngay cái điểm G hồi nãy chân xuống. Và bây giờ chân lên ha, ngay tại điểm G chân lên 1 mm trở lên trong hai hoặc nhiều đoạn thần chi, hoặc là ở đầu tổ chức lực từ T4-T6, đó là một tiêu chuẩn. Hoặc là đối với lại hai hoặc là nhiều những đoạn thần khác từ T1-T3 là phải từ 2 ly trở lên. Để làm T1-T3 thì phải trên từ 2 ly trở lên, còn từ T4-T6 thì chỉ cần là 1 ly thôi. Thì đó là cái tổn thương của thượng thận. Rồi bây giờ nếu không có chân lên cái chữ này thì ta nói là chân xuống ở cái đầu của đoạn ST tại điểm G, còn
1mm ở trong hai hoặc là nhiều hơn, bắt đầu trở thành B1 hay B3 thì cũng gọi là ung thư thượng tâm mạc. Thế thì như vậy mình có thấy mâu thuẫn không? Tại vì thượng tâm mạc là đi lên cái gì? Thì ở trên cái chuyển đầu là đúng rồi, tức là đi lên. Nhưng mà tại sao tiêu điểm sau lại nó là xuống? Này là depression, trên này là elevation. Nhưng mà thật sự cái này chúng ta sẽ thấy đó là gì? Đó là suy tâm đấy. Chúng ta nhớ cái thằng sau là B7, B8. Hồi xưa mình có sao thật B7, B8, đúng không? Thật sao thật. Rồi hồi xưa mình nói nhồi máu, được cái tỉnh về vị trí của nhồi máu là sao dưới và sao thật. Sao dưới tức là B2, B3, ABS. Sao thật tức là thật sự là cái sao. Nhưng mà sau này để cho nó cảnh đoán cho nó và gọn thì người ta bỏ bớt chữ sao dưới đi, ta bỏ chữ dưới đi, bỏ chữ sao thì chữ dưới người ta đi lấy dưới thôi. Còn cái thằng sao thực á thì người ta nói là sao. Như thế này chúng ta sẽ làm chung dễ nè. Ví dụ đây là cái xương quýt, ở đây là cái cột sống, cơ quan, tim nha. Thì cái này chính là cái sao thật sự của nó. Còn cái phần này là sao nhưng mà dưới. Thật ra bỏ cái từ sao dưới sao thật thì nó phức tạp quá quá. Cái này tôi gọi là dưới. Hai lần một quạt. Để cho nhận chữ sao là cái này. Ví dụ ta nói nhỏ nó thật sao á. Như vậy mình đo vừa mà B1, B2, B3, B4, B5, B6. Và mình đo có 6 đạo trình thôi. Thì cái 6 đạo trình B1, B6 là tới chất lượng thôi. Là tới ngay chỗ cái đường nách giữa, đúng không? Nhưng mà qua tới nách sau thì mình không có đo, mà nách sau để nó nhìn được cái phía sau là vì sao? Đối xứng là B1 và cái phía sau cũng là B7, B8. Như vậy để muốn đánh giá thằng sao chúng ta phải có B7, B8. Nhưng thường bình thường mình đo thì lấy tới 6 đạo trình là đủ rồi, mình không có đo tới B7, B8. Bây giờ làm sao để thấy cái bệnh lý của B7, B8 bây giờ? Xuyên tâm đối của B7, B8 là B1, B2. Thành ra cái mà V1, V2 mà nó trên xuống á, cái mà V1, V2, ví dụ tôi nói nhỏ máu đi nha, lấy cái nhỏ máu trước cho dễ. Nếu ở V1 mà chúng ta thấy như vậy thì xuyên tâm đối qua V7, V8 nó sẽ đẹp vậy, đúng không? Và nếu chúng ta nhìn này thì chúng ta nói ôi nhỏ máu rồi. Tại sao? Quê hoài tử, cái xe trên lên, cái đảo mực. Nhưng mà thường mình với bảy cái đó mình đâu có non tới. Nhưng mà chúng ta nhìn lại ở bên một cái R có móc, nó nhỏ, tầm như một cái SC nó lên xuống và xuống lên nó dương. Và cái mặt cái nó thì con đầu lên, thì tất cả cái này nó đảo mực trở lại, cái R này chính là cái âm, là quy. SC này trên xuống thì thật sự là trên lên, và cái này đảo mực, đó là cái này nhỏ mà nó vậy. Bây giờ trở lại đây, thì mình nói là cái tổn thương thường tâm mạch là xe đi trên lên thì cũng vậy. Thì như này thì chúng ta cái tiêu chuẩn đầu là trên lên nè, ở tại điểm sinh ở hai hoặc mười một đạo trực chi, tức là B1, B2, B3 gì đó, hoặc là ở đạo trực lực từ B4 tới B6 là điểm sinh nó trên lên 1 mm trở lên hoặc 1 mm. Còn đối với đạo trực 1, 3 thì người ta phải cho trên cao một chút, là phải đánh giá là 1, 3 nó hay có xe. Cái điểm là riêng nó phải 2 mm. Tuy nhiên cũng có thêm một cái tiêu chuẩn khác, cũng là tổn thương thượng tâm mạc. Thì cái này là cái thằng sao, để chúng ta sẽ thấy gì trên xuống của điểm riêng. Vậy thì tương đối xứng lại của nó là thuê sao 7-8 thì chính lúc đó là nó đang lên lên. Ở đây là một cái tiêu chuẩn khác. Rồi tổn thương thượng tâm mạc cái thằng sao nó sẽ trên xuống từ B1 tới B4. Đây chúng ta nhìn lại cái tâm đồ của một người từ B1 và tới B6 đây. Thì ở đây chúng ta thấy nếu mà đọc kỹ thì D2 với ABS thì nó trên khoảng 0.5 thôi, nhưng mà D2 thì nó có thể nó gần gần chỉ 1, thì cái này mình sẽ đo kỹ
ví dụ như mình tôi đến đây ở ngày 2, ngày 3, ngày 4, chúng ta thấy cái điểm riêng này không có chân lên. Nhưng đây là một người này trẻ, những người tên này chỗ cái điểm riêng, tên mà rõ nhất là chúng ta thấy ngày 2, ngày 3. Ở đây là một người trẻ và cái điểm thân đồ này đo tiếp tục, nhiều lần sau thì vẫn như này. Đây là trên một cái người vừa gọi là cái rối loạn thái cực bình thường, hay ta nói là cái biến thể của người bình thường. Đây là điểm thân đồ của nhỏ máu, thì cái bài đó chúng ta sẽ học ha. Cũng nói về tiêu chuẩn của acetin lên, nhỏ máu với acetin lên thì ta cũng thấy điểm riêng. Tức là theo khuyến cáo này của ACC 2013, về tiêu chuẩn điểm thân đồ của acetin lên, nhỏ máu và tiêu chuẩn của người ta cũng nói là một cái sự chênh lên mới tại điểm riêng. Đây là một vài cái hình ảnh khác khác bảo làm cái xe hình lên để cho chúng ta phải phân biệt. Đây là xe hình lên trong một cái tổn thương của tâm tâm mạch. Đây là bệnh khác thì đây là cái viêm mạc. Một trong những cái bệnh có thể chẩn đoán xe hình lên trong tim luôn thì có thể đó là nhồi máu cơ tim với xe hình lên, có thể đó là viêm mạc tim cũng có xe hình lên, hay là một cái chỉ là cái thiếu máu từ tâm mạch không tâm mạch thôi. Đây là một cái tổn thương của tâm mạch, đây là thiếu máu cơ tim cục bộ. Thì nếu là viêm mà viêm cấp dễ sẽ nhìn lên ở đa số các đầu trình hết, ngoại trừ AVR và B1 là sẽ nhìn xuống. Đây chúng ta nhìn thấy B1, B2, B3, AVF, B2, B3, B4, B5, B6 điểm riêng đều trên lên hết. Thì như vậy thì chẩn đoán sao phải trong một cái bệnh cảnh mình hỏi bệnh sử và mình khám bệnh nhân. Nếu mà mình khám tim có cái gì cho mình để đi viêm mà viêm cấp ha, khám tim nghe tim có cái gì à, đúng vọng. Đây là nếu là một cái tình cảm cấp tính, mình hỏi bệnh sử thấy cấp tính là mình nghe nó biết rồi thì mình nghi ngờ thì đây là viêm mạc mà tim rồi, thì điểm năm đồ chúng ta ra như thế này, thì acetin lên trừ AVR sẽ acetin xuống và B1. Đôi lúc thỉnh thoảng B2 nó có thể lên xuống nhưng chỉ có tới B1, B2 không giảm quá với B3, còn đa phần là AVR và B1 và acetin xuống. Tất cả các đoạn một bài là acetin lên, chỉ có khá khó khăn một chút là mình không nghe được tiếng cọp, mà người đó là tuổi hơi lớn. Ra trên có nhiều trường hợp cũng nói là nhồi máu cơ tim đó, nhưng mà sau mấy men nó không có tăng nhiều, có thể có tăng trong khi mà tim lớn lên mà không tăng nhiều, rồi điện trong đồ nó lại không thay đổi giống như trong nhồi máu cơ tim, nó có một sự khác biệt giữa cái acetin lên, về cái tiết kiệm của acetin lên giữa nhồi máu cơ tim và tim mạch và tim hay khác nhau. Bây giờ đây là một cái điện năng đồ của thiếu máu cơ tim, ta nhìn thử coi bệnh lý là chỗ nào ha. Đây này xong không ha, người ta học cái cách đọc điện năng đồ rồi phải không, đọc theo trình tự nhé. Đầu tiên vô đọc điện, bỏ qua kỹ thuật ha, ta cứ bỏ qua kỹ thuật đi, dĩ nhiên đâu như mấy nhìn cái kỹ thuật mà đo nó tốt không, nếu mà đo đẳng điện năng lên mà đọc là đúng nghĩa vậy. Có nhiều trường hợp điện nha, tại vì người đó là rung cơ quá, thành ra cái ẩm điện nó lan ra cái vô nhìn bên nó liền, người ta rung điện. Và trong khi nhiệt người ta rất là đều, tần số bình thường đó, mà nhìn nghĩ lại là do cái cơ mà rung. Ra là kỹ thuật phải chú ý có tốt hay không. Rồi, cũng rất là nó mỏng thôi, đừng có dày quá, tại vì khi dày quá là đọc trên lên trên xuống sao thì sao. Sau cái đó rồi, bắt đầu chúng ta vô đọc. Bây giờ, những cái yếu tố chúng ta đọc đầu tiên làm gì? Nhiệt, còn hai, tần số 3, đó là ba cái cơ bản mà lúc nào mình phải đọc trước đã, xong rồi chúng ta bắt đầu đi vô sống. Sống phải cứ đi từ từ nhé, đừng có nhảy vô liền thấy một cái giày rất cái chụp liền đọc về rất cái đọc về mình dễ sót lắm. Mình cứ đi theo trình tự và tập một cái thói quen, một thói quen mình cứ làm tới làm lui thì càng ngày sẽ càng nhanh. Như vậy chúng ta biết qua hết là chúng ta không sót một cái gì hết. Dĩ nhiên cái gì bệnh chúng ta sẽ tập trung đọc kỹ và đọc cái thật sâu để mình đánh giá bệnh. Ví dụ khi đọc qua lớp mà không biết tình gì hết, tại vì nó rắc rối quá không biết chẩn đoán. Nhưng mà cứ tình tỉnh mình đọc từ từ lại, nghiêm túc tần số xong rồi bắt đầu chúng ta vô
thêm cái bên một để mình nhìn thấy ba âm ở bên một thôi, có đề cái trái thì không thôi. Còn ở bên một bên hai là chúng ta đọc được cái P với B rồi, nhưng P là S là phải đọc hết từ ở đầu thì ngoại biên cho tới cuối lực, bởi vì nó sẽ là góc nhánh, góc nhánh phải, góc nhánh trái, cho nên chúng ta phải đọc ngoại biên và cuối lực. Quế xong rồi đến ST và T, và nhớ rằng STT là liên quan đến vấn đề thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, thì không chỉ đọc cuối lực mà phải đọc ngoại biên, tại vì có khi nó bị ở trong dưới, tức là B2, B3, A và nhé, có ST thay đổi và nhồi máu của thằng dưới hay thiếu máu cơ tim của thằng dưới thôi, mà nó không có ở trong lực. Mà nên nhớ STT là phải đọc luôn là cuối lực ở ngoài đi là B2, B3, A và nhé luôn, chứ không phải chỉ đọc từ B1 thế này sao. STT xong rồi, chúng ta lý quan hệ cũng có u hay không, tất cả sống xong rồi cái đó là phải rất được lại rút lại cái điểm bệnh lý là chúng ta rất được cái điểm đồ của mình, và cái điều còn mở ra được không hay là thiếu máu cơ tim là bộ hay là họ tim hùng, rồi bắt đầu cái vấn đề có họ tim hùng có rối loạn nhịp vẫn là một chút. Nếu trong trường hợp rối loạn nhịp đơn giản họ không lấy là mình biết về cương nghĩ thì mình đọc cương nghĩ luôn, nhưng có trường hợp nó đã cố sai không phải sai, quân nhiễm không phải quân nhiễm, mà tự nhiên có một bản ngưng, một bản có gì tưởng ngưng, không có chu kỳ gì hết. Đừng có bối rối, để đối qua một mình, chúng ta cứ đọc tất cả các tiêu chuẩn sống như đã làm một rồi. Cuối cùng, chúng ta mới quay trở lại được. Nếu cái gì đã cố để cái gì cuối cùng, chúng ta phân tích. Phân tích từ từ đi theo cái nguyên tắc của phân tích. Đi tìm cũng có phê hay không, mà nếu đã phê xong, lúc nào cũng phải đều nhau hết. Còn nếu P mà không đều thì coi lại xong P có giống không, xong P mà giống mà không đều thì là rối loạn nhịp xong. Còn nếu xong P có đều nhau ba hình dạng lại khác như vậy nó có mấy cái xong nhịp trong đó thì nó mới phân tích. Mà để kết luận là gì, chúng ta học hết tất cả các bài của điện tâm đầu tiên thì chúng ta sẽ biết được các rối loạn nhịp mình sẽ đọc được, ví dụ nó là xoay, nó là rối loạn nhịp xoay, nó là ngưng xoay, nó là gốc xoan chỉ hay là nó là điện tử nối vân vân. Chỉ như vậy là sao, muốn đọc tốt thì đánh xong một bài đó cô đã tôi biết biết đã, và sau đó chúng ta thực hành một bài là một việc, mà nếu không thực hành không đọc thì cũng không học ra. Và cái đó là những cái nguyên tắc để mình học làm sao để đọc tốt, không có khó đâu, đừng có sợ. Nghĩa là cần một bài là mình thực hành cái gì, cứ lấy điện trong đồ ra đọc, rất là cô đọc nhiều đi nhé, một lòng luôn là con vui cái gì cũng đầu được đó. Còn có cái đầu cũng được khác, thì có một cái đầu cũng được cho vui cái thế này để mình biết cần đi là đề nghị đâu lại thì không được, ví dụ một bạn dài thì nó có để mình đổi sách, nhưng mà có gì mình học ta để sẵn là tại vì máy bao cần đó. Máy bao cần thì đo một lúc là ba cái đầu lịch và cái hàng cuối cùng của cái bản hình đồ ta đo một đoạn bên hai giờ sẵn cho mình luôn, thì nó có là mình đang mình đọc, không có bản kinh được đề nghị đo một đoạn dài để đọc ở đấy mình nghiên cứu kỹ trong khóa học, tại vì nó đã làm sẵn rồi. Nó máy mà nó là có những cái ban đầu mà nó hiện đại chút cũng tốt, sau này thì mình đo đoạn dài cho mình. Cái này đã là đây. Như cái này là gì? Đây là B1, B2, B3, ABN, ABN, ABN nha. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Như cái này là gì? Xoay. Thì sao biết xoay? Có đề đi trước đó, 1 đề, 2 đề, 3 đề, nhìn thấy đều hả? Có đi đều đi lắm, tại vì con chỉ có tính đều hả, còn lại nó xa mà không có đọc được hết cái khoảng cách. Đề 2 đề thì rõ hơn đây nè, 1 đề, 2 đề, 3 đề, 4 đề, một dạng xuống đề giống nhau, và đều lắm. Cung này là cung gì? Cung gì? Đề 1 là dương, 5 đề, dương 5. Dương gần hơn zero đúng không? Dương mà nó gần zero thì tốt, nhưng mà nó vẫn dương phải không? Tức là có thể trung gian, nhưng mà nếu hai cái zero thì bọn con không đổi, không đổi. Nhưng một là dương mà đúng không? Anh em thì tiền tiêu vậy nguyên tắc đạo tình nào tiền tiêu thì trục tiền tiêu sang nguyên gốc cái đạo tình đó. Có ba nguyên tắc để chúng ta nhớ khi chúng ta đọc rồi. Xem cái đạo tình nào zero là trục tiền tiêu sẽ cung cấp cái đạo tình đó. Nguyên tắc thứ hai, hai đạo tình có tổng đại số bộ quế bằng nhau thì trục tiền
nhau, D2 với lại ABL cung góc với nhau, và D3 với ABR. Chúng ta cứ nhớ từng cặp cung góc với nhau. Và bây giờ đọc tuần đầu tiên, cứ nhìn D1 với ABS trước. Điểm thế của đạo trình, điểm thế của phúc bộ của S đó dương thì trục điểm kim sẽ nằm trên nửa bán cầu về mũi tên của đạo trình đó. Tưởng tượng các vòng tròn khi làm đôi. Vậy bây giờ nếu D1 này là sóng dương, đúng chứ? D1 là sóng dương thì tôi tưởng tượng là cái đường tưởng tượng khi đôi của bán cầu này là này, trục điểm kim sẽ nằm trên nửa bán cầu này, bởi vì nó có mũi tên về mũi dương. Có cái trục điểm kim D1 dương thì cái bên này không là cái bên này. D2 thì dương là cái bên này, tưởng tượng có một đường như đây, dương là cái bên này, âm là cái bên này. Vậy nếu D1 là sóng dương, nghĩa là cột điện kim của cô thấy nằm trong cảnh này, đúng chưa? ABS là dương, vậy thì đối với ABS đây, vậy cột điện kim phải nằm trong cảnh này. Cột điện kim với lấy chỉ có một không, như vậy nó phải tỏa hai tiêu chuẩn, vừa D1 dương và ABS dương, vậy thì tôi sẽ nằm từ 0 đến 90 độ. Cái căn cái bản này là nó sẽ là gì? Nó sẽ là giao khoa giữa hai cánh của bán cầu. Ở trong cái khoảng từ 0 đến 90 thì khoảng D1 cũng dương mà ABS cũng dương. Đúng chưa? Để tôi chỉ biết là cột nằm 0 đến 90. Bản này lớn quá 90 điểm. Nó bắt đầu từ 1 đến 0 đến 90. Bây giờ tôi nhìn thêm một cái nguyên tắc mà nãy tôi nói. Cột điểm kim sẽ cung góc với đạo trục nào có tổng đại số bằng 0? Ở đây là D1, cái ABS là dương thật nhưng mà nó gần 0. Dương nó thấp quá, như vậy nó gần gần 0. Vậy nếu ABS là 0 thì cục này sẽ là 0 độ. Bởi vì ABS là 0 thì cục điểm kim nó sẽ cung góc với ABS để nó nằm trên D1. Vậy đương nhiên cục này sẽ là 0 độ. Nhưng nó cũng có 0, nó hơi dương một chút. Như vậy cũng là những cái quan em để cho nó tầm 10 độ, tầm 5 độ. Khoảng chừng 1 ly thì nó khoảng 5.000 độ. Cho nên tôi nói cục này là khoảng chừng 5.000 độ. Thì ở bên đó thì nó là cái cách mình muốn cục nhanh. Còn nếu kêu mà muốn cho nhanh nữa, ta nói D1 dương, D2 dương, D3 dương, 1 dương, 2 dương, 3 dương và bao nhiêu được dương nhanh. Cả 1, 2, 3 được dương. Nhưng mà cái này là chúng ta có D1 dương, D2 dương và D3 là không. Bây giờ mình kiểm chứng lại bao lúc không nha. Mình đã được ngày khoảng 5 độ, 5-10 độ như vậy có phải đây 3 năm không? Đúng đây 3 năm không? Đây 3 là đây, đúng không? Kẻ một cái đường tưởng tượng nguyên gốc với lại đây 3. Nửa bắt cầu bên mũi tên này là sắp dư nó đây 3. Nửa bắt cầu còn lại là không? Mà cái nguyên gốc với đây 3 là ABR. Nếu tôi kéo dài là đây, cái đường nó dài, vậy cái góc này là bao nhiêu độ nhỉ? 30 độ, đúng không? D3 là 120 độ. Vậy nếu tôi vẽ một cái đường vuông góc D3 thì cái phần còn lại phải 30 không? Mà nãy tôi tiếp tục có từ 5 tới 10 độ không? Vậy có phải nằm phía trên của cái này không? Vậy có phải D3 là sẽ không? Đó là một cách mình kiểm chứng khác nhau. Và ngay đấy mà mình đọc cột á, mà người ta nhìn lại cái điểm kim của mình, mà người ta kiểm chứng thử một cái đạo trình nào đó là mình sai. Giờ D2 là sắp chưa đúng không? Chúng ta lên 2 là sắp dương. Vậy nhìn lên 2 có đúng chưa không? 5 độ 10 độ thì lên 2 là dương. Đó là cái lý đọc được. Và cột này cũng như bao nhiêu là cột bình thường, khoảng từ 5 độ tới 10 độ. Vậy cột tần số này bao nhiêu? 300, 150, 100, 75. Vậy cái này bao nhiêu độ? Để bao nhiêu? Biết các đọc tần số nhanh rồi không? Còn tần số là nhanh hay biết làm sao đọc tần số này vẫn trăm mà à 300 kêu lớn đúng không? 300 kêu lớn. Nhưng mà bây giờ cái kia là một đó, bây giờ tôi đọc trong cái là đọc hiểu đi, một lần luôn đi, một loại luôn mình đến luôn. Ví dụ như bây giờ ô lớn ở đây, những ô lớn đây là tăng ô nhỏ. Nếu các bộ này nằm ở ngay cái bộ bản chất kế của sổ đầu tiên thì có phải là một ô không? 300 cũng còn ô, vậy thì nếu bộ nằm đây thì cái đường này tôi đến là 300. Cái đường này là nhiêu?
trăm rưỡi, cái nhiều năm nay là 1.500. Vậy nhiều năm nay cũng là như 100. Nếu nhiều năm nay là như hãy thì mình đọc là 300, 150, 175, 60, 50, 43. Còn mình kia hết rồi thì mình đọc một lòng vô đi đỡ nó không kia. Rồi dưới cái bốn ba thì mình kêu. Tại vì nó mắc quá rồi, bây giờ chúng ta phải đi ra đàng hoàng. Nghe chứ bây giờ đây. À, ở đây là 300, 150, 175. Tức là dạng này nằm giữa 175. Vậy là bằng bao mấy chín người. Giờ mình tính thêm tắt nữa. Là bao nhiêu nè? Ai cần trả lời đi. Em này bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Tám mấy chín người. Tám mấy. Tám mấy, sao biết tám mấy nè? Trăm với 75. Là 25. Rồi sao nữa? Rồi thấy con nữa, nó hơn quá con em nữa. Nhưng mà mình tính cho nó chính xác để mình nói số thì mình tính như thế này. 300, 150, 175. Từ 100 tới 75 này là 25 nhỉ? Mà nó mấy ô vậy? 5 nhỉ? 1 ô là 5 nhỉ? Vậy bây giờ mình tính thế mấy ô? Và mình nói một cách chính xác chứ không có ước lượng nữa. Và tôi có số liệu đàng hoàng ở đây. Giữa cái này với này là 2 ô. 2 ô là tương ứng với 10 nhỉ? Vậy mình này tôi nói là tương ứng với 10 nhỉ? Thấy chưa? Đó là mình mắc hơn cũng nhỏ nhưng mà thật sự nó không đúng hay không sai. Rồi như vậy là bao nhiêu tần số mình được rồi nha. Rồi nhìn con tần số rồi nha. B coi như bình thường đi nha. Sống B không có lớn không có gì hết. B ở B1 này cũng không có ba âm lớn, không có ba âm cao gì hết. Bây giờ PR PR bình thường nó không có quá, không có hai gì nha. Rồi VRS có bất thường gì không? VRS ở lần 1, V2, V3, V4 có bất thường không? Có. Có nha. Ở tầng ngoài kia có bất thường. Không giảm động. Nhưng mà bất thường chỗ nào? V3 này đọc sao? VR. V lớn hay là nhỏ? Đúng không? Mà đến V đang có V nè. SC này đọc thì vậy nó không có gì bắt hết. Có một cái sóng quy mà sóng quy nó gợi ý của cái gì màu đỏ. Vậy cái này có mới hay cũ? Cũ. Không có SD lên lên. Bệnh nhân này coi như người ta đo lúc mà bệnh nhân khẳng định không có đau rồi gì hết thì coi như lấy một số liệu đó đi thì nó cũ. B3 thì nó phải dính đạo rồi đấy, còn nó không khi nào có một cái đầu tình duy nhất đâu, tại vì nó là một cái thức đầu tình. Ví dụ dưới thì phải là B3 AVM, có thể có thêm B2. Nó khác cũng phải nói hai cái. Cái đầu trình thì trước mực à, vùng bắc thì cũng phải đi một cái hai. Như vậy đây tôi thấy có cái quy SC đẳng thì ABS thì nó gần như cái mục tiêu không có rõ quy. Vậy cái quy này là cái gì? Có khi nào nó là một con cũ hay không? Mà trục này thì là trục gần 5 độ. Có phương hướng hay nghe. Đúng không? Vậy quy này là gì? Có phải là nhỏ con cũ hoặc là quy của tư thế quy. Mình có nghe nó quy tư thế quy luôn. Khi chúng ta nói rằng một cái điện phóng tới chỗ nào thì chỗ đó sẽ nhận sinh dư. Điện đi xa ở chỗ nào thì chỗ đó sẽ không. Đó là cái nguyên lý khi mà vẽ một bộ trên cái điện tâm đồ. Vậy bây giờ nếu chúng ta nói là một người nóng lại, tim nó đè ngang quá, có thể vô thì nó mọc quá, béo phì quá, nó buồn rất là to, tim nó đè ngang, là ngay cái này cũng có thể là zero độ, có thể từ 5, từ 10 độ nó xoay mà cái bộ bự quá đi, chụp nên là cái x quay như vậy thì cái tim mình đi bè ngang, vậy thì cái cửa cực tim nó đi theo cái chiều ngang nó đi xuống, đi ngang vậy nó đi xuống. Nếu tim nằm ngang thì cửa cực từ nhảy xuống thấp là đi theo hướng ngang hay là đi xuống? Đi ngang thì nó đi theo cái trục của tim mà đi, phải không? Còn thường cái tim mình là nằm ở bên trái, lúc xuống như thế này thì nó là đi xuống. Đi ngang vậy cái đây ba nó xa hay nó gần hay nó hướng về dẫn điện cũng về của điện tới thông tin xa vậy thì hay có số năm ở đây ba. Vậy bây giờ tôi phải làm biện pháp hai cái tin mặt trả lời cho tôi biện pháp gì hết sâu. Tại sao hết sâu sẽ chứng minh được là quy tinh tế trong tâm quy nào đó hết sâu mặt vô thì là gì? Cơ hoành hạ xuống, cơ hoành hạ xuống sẽ kéo bớt cái trục nó xuống, vậy thì nó sẽ gần hướng về ba rồi đó, cái điện nó sẽ gần về ba hơn, cái quy này sẽ nhỏ lại.
đứng. Vậy thì nếu cửa cực thì đi xuống thấp thì nó hãy hướng về đây bao ABS. Thì tại sao thầy Phúc Vi tôi thấy được không có lý do gì có, thì cái đó thầy càng nghĩ là mình tin nhiều hơn. Thành ra chỗ này tôi sẽ đọc là tuy là ở đây ABS tôi không thấy Quy, nhưng mà có cái Quy này so với R thì nó lớn hơn so với R thì mình cũng ghi nhận. Và ngày tuổi này là khoảng 70 mấy tuổi, thì trong đầu của bà là 70 mấy tuổi. Thành ra tôi cũng ghi nhận có một cái Quy sâu, tỷ lệ Quy trên E là lớn hơn 1/25%. Do đó cần theo dõi một cái nhỏ cũ hay không, đề nghị đo lại thì trong đầu vấn đề đáng sâu. Cái này đang học nhỏ bên trung cấp thì nó có thầy dạy sẽ nói kỹ hơn về cái Quy cho bà. Thì đó là cái này mình đọc trên một chuyện trong đầu. Thế thì bây giờ mình tiếp tục. Ở đây chúng ta thấy cái chuyện cho em không có giảng gì hết ha. Bây giờ bắt đầu bệnh lý đó, giờ đọc đi, bệnh lý ở đâu, bất thường chỗ nào, thấy cái gì bất thường à, tê dạng ở đâu, về 3, về 4, về 5, về 6, tê dạng là cái bất thường rồi, đúng rồi, vậy thì mình nói, thì tụt tần số là bình thường, nhưng mà có biểu hiện của thiếu máu bên tim phục vụ mới, tê dạng, ở đây chúng ta đã biết là đây là 1/2, 1/2. Ở đây thì là nguyên rồi. Thành ra mình không có lo vấn đề về cái thấp do cái hạ cái milimol xuống năm. Vậy đây chúng ta thấy V5V6 này là dạng rõ ràng rồi. Nãy tôi thiếu một cái khi mình mang đây dạng là bằng cái bản liệu. Tuy nhiên có trường hợp là sóng T vẫn dương, vẫn có một cái sóng dương nhưng người ta không gọi là dạng. Là khi nào tính tỷ lệ cái sóng R nó cao, cao quá mà thật ra cái tỷ lệ T trên R là nhỏ hơn 1/10. Thì coi như cái tên nó là gì, dầu nó chưa có bằng cái đẳng điện gì hết. Ở đây thì là bằng cái đẳng điện rồi và cộng lời với lại cái nhân cái R đây là 50 thì 120, tức là nếu tính ra thì nó chỉ là 0.5 cho tới trên 5 tỷ lệ trên 20, chắc chắn nó không phải được. Thì cái này là tên dạy tiêu máu thông tin. Nhưng cái tôi muốn nói bên đây là có một cái bệnh lý nữa, cái này tiêu máu bao nhiêu thì đúng rồi, nhưng có một cái bất thường nó không hay đọc hết. Cái bất thường đó thì tôi sẽ cho lo lại một lần nữa, tại vì nó đơn độc quá có mình nó thôi, và tôi kiểm tra lại thì bắt đầu lần hai để tôi coi cái đó nó bộc lộ trở lại không. Tại vì mà thường đúng rồi, có người đọc mà tập thường đây ăn để không ai bị nó làm cho mình bỏ vô sót, là tại vì nó đến vào cuối cái đầu trình, thành ra mình sót ở đây. Nhưng thật sự mình thấy rõ ràng đây là gì, đây là phục vụ cơ bản đây, nó bị cháy thấp ABS cái đó mình thấy tí xíu thôi, nhưng tự nhiên có một cái sóng nó cao hẳn lên và nó giãn rộng và nó đi sớm hơn so với cái chu kỳ của hai phút bộ trước. Đây là một loại tổng thương thấp không có về trước. Thế bây giờ thấy như vậy rồi tôi mới đo lại. Như vậy, SDK đó là rối loạn tán cực của nó. Do đó,
tin tưởng rồi. Cái tay âm đó là tay âm nó phối hợp đi theo cái heo đầu này mỗi ngày mình đọc cái heo, mình đọc trên trên bộ bình thường sống bình thường của nó rồi đọc tay thay đổi cái này thay đổi cái mạnh hơn thấp ở đây cũng mạnh thấp thì bây giờ đây nếu chỉ là thấy cái mất đi thì cứ đọc tiêu chuẩn này đủ mà tay đọc được thì mình muốn nói là thêm một cái tiêu chuẩn mình đã có nói hồi nãy tay thay đổi đi sau mà thôi rồi mình nói tay âm cái sự tin xuống để đây quá bây giờ tay thay đổi sau mà thành thôi là gì bộ cơ bản sống đây này âm rồi sau một cái mạch âm thu này cái tay âm nhỏ này là bộ sau một mạch âm thu cấp này chúng ta có bộ cơ bản trở lại chúng ta nhìn cái tay âm này so với cái tay âm này khác nó sâu hơn thì cái đó gọi là một cái tay thay đổi đi sau một cái mạch đó là một cái dấu tính đó có thể thấy còn trên bệnh nhân này thì không cần cái chỗ đó mà mình vẫn có bệnh lý kia rồi nhưng mà cũng có một số trường hợp là tay với chỗ khác dương hết bình thường chỉ đi sau một cái bộ mà thông thường thì nó mới thay đổi. Bây giờ nhìn trở lại bên này cũng vậy nè. Đây là một kiểu của thay đổi, đây là nó từ âm nhỏ lên thành âm sâu ha. Còn đây chúng ta thấy cái tê cơ bản của cái người này chỗ này là tê dương. Và cái này sau một cái mạch thông thường đây này, cái này là một sự thay đổi rõ rệt từ tê dương nó chuyển thành thay đổi. Đây là chuyển chuẩn tê thay đổi sau mạch để đánh giá phương pháp tê dương của bộ. Đây là một cái điện tâm đồ khác. Này hình ảnh thiếu mất đi nó rõ hơn từ đầu này ngoại đi cũng có rồi này ngoại đi chúng ta có đây tay âm ở đây một rồi thành ra âm ở đây một do đó cái âm ở e l thì chúng ta có quyền đọc nó đi chung một lúc với nhau đây một a b e l một cái lúc đầu mình để nhìn một cái buồn ha một cái buồn nằm bên đây là bệnh này là gì xoan đồng thời là bệnh gì ha đồng thời trục trái là từ bao nhiêu đến bao nhiêu gọi là trục trái tới trục trái là gì từ 30 đến 38 từ 30 đến trừ 90 còn từ 0 đến trừ 30 thì mình gọi số trục trái của cái này học rồi ha thấy các bạn đầu không tôi phải hỏi để tôi coi cái bài trước mà thầy dạy theo cái phương hướng nào tại vì cái cách mà đọc trục á lệnh trái hoặc là trong lệnh trái bình thường nó có bài cái quan điểm nó hơi khác chút xíu mình đang mình học cái nào mình đi theo cái đó mà nếu đọc theo đã học về thì đúng là cái mà đó giờ tôi hay dạy đọc hơn nó giúp cho mình cái nhận định mà mình đừng có bỏ sót cái gì hết từ 30 trở lên chắc chắn là lệnh trái còn 0 tới trừ 30 thì xu hướng có nghĩa là gì mình muốn được không nó chỉ là bắt đầu xu hướng tại sao có những người béo phì quá tụi nó sẽ lên chừng 5 độ chừng 10 độ mà người đó không có dạy tập không có bất thường gì hết năm cái kiểu xu hướng trái là để cho biết là gì có một số trường hợp đó là dạy tập thật sự khi người ta làm siêu âm tim ra người ta đo cái trọng lượng cơ tim người ta thấy đúng là gì đàng còn có một số trường hợp là như vậy nhưng mà đo ra không có dạy những siêu âm bình thường nên mình dùng cái chữ xu hướng thì cũng sai thế thì đây là xu hướng đầu tiên mình đọc theo nguyên tắc hồi nãy D1 với ABS tức là nằm ở 1 phần tư trên D1 như mà ABS âm vậy thì nó nằm 1 phần tư trên trái 1 phần tư trên trái nó có ngay cái ABL nếu trên ABL thì là lệnh trái dưới ABL vậy thì nó là xu hướng trái vậy nếu nó nằm ngay ABL thì trục đó nó vuông góc với D2 vậy D2 nó phải làm sao chuyển tiếp đúng chưa ra nếu tôi nói D1 âm, D1 dương, ABS âm là 1 phần tư trên trái. Bây giờ tôi nhìn D2, D2 này dương nó âm, dương, vậy thì nó nằm đâu? Nằm ở phía dưới. Ở D2 là số dương. Vậy thì nếu tôi kẻ vuông góc ở D2 tức là ABS nó dài thì cái trục đó sẽ nằm ở phân nửa bán cầu phía dưới của MTA của mũi tên. Tất nhiên là nếu nó nằm là 1 phần tư trên trái thì nó phải từ 0 tới trừ 30 độ. Vậy bệnh nhân này thuộc từ 0 tới trừ 30 độ vậy là bao nhiêu nếu mà muốn đi sâu thêm cái số trục nữa chứ mình nói 0 tới trừ 30 còn hơi rộng còn khoảng nữa thì bây giờ mình cứ nhìn lại 0 tới trừ 30 độ thì nó nằm giữa D1 và ABL không phải D1 mà cũng không phải ABL nếu nó nằm ngay D1 thì ABS tôi phải là trực tiêu nếu nó nằm ngay ABL thì D2 tôi phải trực tiêu mà hai cái đó không có cái nào trực tiêu hết bây giờ nó nằm giữa thì giữa đâu áp dụng nguyên tắc thứ ba nguyên tắc thứ hai chứ trục điểm D
tim sẽ nằm giữa của hai đạo trình có tổng đại số bằng nhau. Vậy bây giờ nếu như tôi nhìn D1 và AVL, AVD1 và AVL thì thế bằng không? Bằng không? Thì thôi coi như bằng bằng đấy, mấy ôm? 1, 2. D1 là 3 ôm, đúng không? 3 ôm thì AVL có 3 ôm không? AVL? Xem hơn chút xíu, thiếu hơn đấy. Vậy nếu D1 và AVL bằng nhau thì cũng có bao nhiêu độ? Trừ 15. Nhưng cái này D, AVL hơi thiếu hơn chút xíu, vậy mình cho nó nhé. Trừ 10. Các trừ 10 tại vì nó phải lệch về ra D1, tại vì D1 lớn hơn. Hiểu chưa? Đó là mình đọc thế là nhẩm, nhưng mà nó gần sát với thực tế. Bây giờ biện luận ra bằng những cái đạo trình khác cũng đọc ra không ai sai, không ai bắt bẻ tôi. Nếu anh không lấy cái câu độ ra, không có thể nào anh chống lại tôi được. Anh không thể nói tôi sai nếu trừ phi anh lấy cái câu độ ra. Anh đo thì có thể anh sẽ đo ra được là bao nhiêu, trừ 8 độ, trừ 7 độ, còn tôi nói tôi trừ 10. Đó thì nó xê xích vậy. Còn muốn chính xác là lấy cái câu độ ra và mình áp dụng cái nguyên tắc kinh điển vạch từng vạch ra, rồi vẽ ra một cái tam giác để vẽ ra tuần đàng hoàng, rồi đo độ lấy cái đo độ đo đàng hoàng. Mà có ai mà đọc bác sĩ mà bây giờ đi lấy cái đo độ ra ngồi làm còn có muốn nói, người ta chỉ cần đọc nhẩm vậy thôi. Thì với cái nhẩm như vậy cũng giúp cho người ta chẩn đoán bệnh cũ rồi, không cần phải đọc chính xác. Rồi giờ đây có cái gì ở đây, trong này là một xu hướng trái. Ở đây thì rõ quá, có gì không? Đây âm, đây 4,5 thì sao? Nha, âm có vẻ nhỏ. Và chính cái nhỏ này để nó bình định cái sự đối xứng không rõ. Nhưng mà định lại đúng là thiếu máu tim. Và nếu nhìn sơ sơ đây thì thấy cái này đang thiếu máu tim là đây là bình thường. Nhưng mà sai này, mình đọc vậy là mình sai. Tại vì mình quên để ý, ở đây chỉ có 2,5mm trong 1mm. Thế là sao? Điện thế là hạ 1/4. Điện thế hạ 1/4 nghĩa là bệnh nhân này thế nào? Rất rất là nhẹ trong cái. Còn nếu mình đọc ở đây, nếu nhìn sơ sơ đây, mình đọc lại mình thấy không đủ tiêu chuẩn nhẹ trong cái. 5/15 nhân 10/25. Nếu mà nhân cộng này lên thêm nữa thì nó có thể là 5/7/1 cái 28/29 gì thôi. Nhưng mà đây thì có 1/4 thôi. 2,5mm để gấp 4 lần lên. Vậy người này là bao nhiêu? Sonolog ion nó tính ra là như này là 15 là cộng với 10 này 25 thì nên 4 lần lên đã là 100 rồi. Sonolog ion đã là 100, RB5 cộng HC1 rất rất dày trong cái. Và nếu mà đo thẳng luôn đừng có hạ 1/4 thì cái này sẽ gấp 4 lần lên cái đây lọc này. Thì lúc đó mình sẽ nhìn kỹ hơn để mình đánh giá thực tế là người này tăng gánh tăng thu hấp hay là có phì đại trên cái hình ảnh điện tâm đồ nha. Còn tôi không nói người này có thiếu máu cơ tim với cái hình ảnh của cái tê âm hay không, tại vì bản thân cái phì đại là người đó có thiếu máu cơ tim. Còn hình ảnh điện tâm đồ có điển hình của thiếu máu hay không là cái động mạch. Nó ra này là lòng dạ dày trong cái và có ST trên xuống, nếu tính 1/4 thì cái này trên tới là 3-4mm. Ai có ST trên xuống. Nhìn cái này thì tôi thấy giống như là trên ngang horizontal, là cái này hoặc là có thiếu máu cơ tim đó. Với cái ST trên ngang. Rồi, đây là một số những cái tiêu chuẩn của cái T âm có trong một số đạo trình. Hôm nay 21 sáng học đối loại việc giải. Anh đang ở gần đọc cái thể này là tại vì cái bài tôi dạy cái người, cái lớp nó không có cái phần đối loại việc giải, nên tôi mới đưa mấy cái này vô để cho nó phân biệt một cái T âm ở nhiều đạo trình. Có thể không có tiếng nói gì hết mà tại hại cali máu. Nó cũng có cái ST trên xuống, nó cũng có T âm luôn. Nhưng mà lại do hại cali máu chứ không có vấn đề gì máu. Thì chú ý lúc là nó có cái số mù dường. Rồi đây là điện tâm đồ cũng giảm cali máu, cái này 21/22. Đây giảm cali máu nó cũng có cái hạ thân thu. Ở đây nó có thêm có số mu dương rõ nha. Cái này phải là V đâu, mà cái V nhỏ nó nằm trong này. Cái này là V và cái này là số mu. Rồi cái này là âm cali máu với một cái T cao, cái này là vô một cái rối loạn rồi. Thẳng rồi, phúc bộ của S giảm trọng cái này cũng ngưng tim. Tăng cali máu ST trên xuống, T âm hoặc là trong mấy cái nhiễm vi sinh năng. Một người đã đang dùng vi sinh năng ST trên xuống, T âm thì phải lưu ý thấy là các bạn cô có thể đoán là suy tim. ST trên xuống, T âm hoặc có đang uống đi oxy hay không. ST trên xuống của đi oxy nó có một đặc thù là ST hậu kén.